Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Một câu chuyện muốn được chia sẻ cùng quý vị. Hôm nay thời tiết ngay tại nơi mình ở là 95 độ F. Thật sự là nóng không thể tưởng được. Có một cái câu chuyện này chắc có thể sẽ bị nhiều người ném đá lắm. Nhưng không sao, các bạn cứ nói theo suy nghĩ của các bạn, miễn đừng tục tiểu là được rồi. Xin mời quý vị và các bạn hãy vào câu chuyện. Chú ở ngoài Bắc, năm nay chú đang ngoài 70. Vợ của chú thì đã qua đời rồi, các con của chú đã lớn, đã trưởng thành và ai cũng có một sự nghiệp rất là good. Mỗi ngày chú đi uống cà phê hoặc là chú đi ăn hoặc là chú đi đâu đó, chú hay ra ngoài một cái quán đó để chú ăn hoặc là chú uống cà phê hoặc là uống những loại nước khác. Thì có một cô em đó chỉ khoảng chừng 27 tuổi thôi, ngày nào cũng gặp chú, cho nên là thấy chú vui vẻ lịch sự cho nên là thích. Sau đó thì trò chuyện với chú thường xuyên hơn và đã có hẹn hò với chú để đi ăn ở những nơi khác và đi uống cà phê những nơi khác. Cô ấy nghĩ gì trong cái lúc đó thì chú hoàn toàn không biết. Nhưng mà đối với chú á, thì chú lại nghĩ rằng là đây là một cô em nhỏ quá, thế là đáng tuổi cháu ngoại cháu nội của mình. Nhưng mà thôi, cứ xem nhau như là bạn bè, chia sẻ và trò chuyện tâm sự với nhau. Nhưng mà chú rất là e dè, vì chú biết chú bao nhiêu tuổi và cô bé ấy bao nhiêu tuổi. Từ lời nói, cử chỉ, hành động của chú cũng rất là khiêm tốn. Cô em này đã có một đứa con và đã ly dị. Cô đã tâm sự với chú và kể cho chú nghe về hoàn cảnh của cô, là gặp khó khăn rất là nhiều khi phải chia tay với chồng. Giờ thì cô ấy ôm con, thì vừa đi làm kiếm tiền lo trang trải và kiếm tiền gửi con nữa thì thật sự là rất khó khăn, rất khổ sở. Không đủ, phải mượn nợ mượn nần. Nhưng cô ấy nói rằng là cô ấy tâm sự với chú không phải để chú thương hại, không phải để chú tội nghiệp, mà vì cô ấy thật sự là có cảm tình với chú. Thì cô ấy tin rằng là nếu mà thật sự tìm được một người đàn ông lớn tuổi, trẻ tuổi không quan trọng, nhưng họ từng trải, sóng gió nào họ cũng đã qua rồi, và họ biết yêu thương lo lắng, thì cô ấy chấp nhận, không phân biệt tuổi tác. Cái quan trọng là đem tới hạnh phúc, đem tới niềm vui cho con của cô ấy là cô ấy hạnh phúc rồi. Còn vấn đề giàu nghèo, có đôi bàn tay và cô ấy có đôi chân, không phải cụt tay hay què chân gì cả, mà phải nằm ở nhà để chờ chồng nuôi. Hoặc là có một số người sẽ nghĩ rằng cô này trẻ quá mà cặp với lại một người lớn tuổi như vậy là chỉ có moi tiền thôi. Thì cô ấy nói là những lời nói đó rất nhiều từ ngày mà cô ấy thường xuyên mời chú đi ăn. Nhưng mà cô ấy không có muốn bị mang tiếng, cho nên là 10 lần mời đi ăn là hết 7 lần cô ấy đã trả tiền. Cho nên là chú ngại lắm. Chú nói mình là đàn ông mà mình cũng là người có tiền, mình cũng là người đã thành đạt nhưng bây giờ đã về hưu, thì không thể để cho một cô gái mà cứ chi tiền ra như vậy cho mình. Thật sự lúc ban đầu đó thì chú nói là chú có thử lòng cô gái này nhiều lần, nhưng chú thấy rằng là cô này là thật sự từ cái tâm. Ngày nào mà cô ấy được nhiều tiền, tiền tiếp, tiền bo của khách cho đó, thì cô ấy nói cho chú biết và nói rằng là ngày hôm nay em mời anh đi ăn trong cái phạm vi cái số tiền này thôi, em không có hơn nha. Thành ra từ những cái sự chân thật của cô ấy, chú đã đem lòng cảm mến, yêu thương cô ấy. Cái sự chân thật của cô này là thật sự là quá chân thật luôn. Và chú đã thường đi ăn với cô này. Những cái gì cô này rủ chú đi bất kỳ nơi nào chú đều đi. Nhưng mà chú dò xét rất nhiều. Thậm chí một năm trời quen nhau, chú chưa hề có một nụ hôn trên môi cô này, hoặc là hôn trên trán cũng chưa có. Nắm tay đi thì có. Cô dẫn con của cô đi với chú. Cô chỉ muốn là con cô nắm tay chú, giống như là một gia đình, để cho con của cô biết rằng là dù không có ba mình,
mình và mẹ mình vẫn được một người khác giúp đỡ. Đó là cô muốn nói lên cái sự như vậy. Cô tâm sự hết. Sau vài tháng tìm hiểu, thì chú về chú có tâm sự với các con của chú. Nhưng rồi các con của chú khuyên chú rất là nhiều. Vì cái cô này nhỏ tuổi quá. Chỉ mới có 20 mấy tuổi thôi. Cỡ tuổi cháu ngoại cháu nội, làm như vậy là không được. Cho nên là chú nói, thôi chú cũng biết, chỉ xem nhau là bạn bè thôi. Nhưng mà cho tới bây giờ thì cũng đã cả năm trời hơn rồi. Chú có hứa với các con chú là coi như là bạn bè thôi. Vì mỗi sáng chú đi tập thể dục, thì cái cô em đó cô cũng đi tập thể dục. Cho nên là không tránh được ngày nào cũng phải gặp nhau. Cho nên là chắc chú cũng có cảm xúc. Chú thường xuyên về tâm sự với các con của chú. Thì bắt đầu các con của chú có tới 6 người con lận. Đi tới cái quán đó ăn để tìm hiểu thử. Và cũng đi tập thể dục để xem cái thái độ là như thế nào. Và một người con trai của chú có vợ rồi, nhưng giả bộ tới để chọc ghẹo cô em này, xin số phone và hẹn hò. Thì cô em này cũng cho số phone, trò chuyện trên phone. Nhưng chính cái người con của chú đó nói lại với lại chú, cô này cổ đàng hoàng, hiện tại là cổ đang cần tìm một người đàn ông nắm tay cổ đi hết con đường, dù người đó lớn tuổi hay trẻ tuổi. Miễn làm sao mà cả hai mang tới hạnh phúc cho nhau là được rồi. Sống cho mình chứ không sống cho dư luận. Cho nên là chàng này đã có ý hẹn hò nhiều lần. Nhưng cô em này cổ nói rõ hoàn cảnh của cổ. Và người đến với cổ thì rất nhiều, nhưng tất cả là do cái duyên. Chúng ta không có quyền lựa chọn. Rồi tự nhiên cô em đó lại nói với lại con trai của chú đó, là cô em đặt rất nhiều hy vọng niềm tin vào một cái chú. Chú đã ngoài 70, sáng nào chú cũng đi tập thể dục. Sau đó chú cũng có ghé ra tiệm của cô này để ăn, để uống. Cô thấy là cô rất có cảm tình, nhưng cô không chinh phục được chú. Thì cái người con trai của chú mới hỏi là tại sao anh trẻ anh đẹp như vậy mà em không thích anh, mà em lại thích cái chú đó, chú già quá rồi, chú còn làm ăn gì được nữa. Thì cô em này cũng nói là cô cần cái tấm chân tình, cần cái tấm lòng để cho gia đình có hạnh phúc. Còn anh còn trẻ nè, anh đẹp trai nè, thì anh sẽ còn nhiều cô gái, còn độc thân sẽ mang hạnh phúc đến cho anh. Thì khi cái cậu con trai này nghe những cái lời của cô này nói, chính cái cậu con trai này cũng thấy cái cô này thật sự là cổ đang cần một cái mái ấm gia đình. Thật sự. Cho nên là hôm đó thì cả gia đình tụ họp lại ăn uống. Cái người con trai đó mới nói cho tất cả anh em, chị em ở trong nhà nghe về cái sự việc đó. Nói trước mặt bố của mình luôn. Thế là ông cụ rất là ngạc nhiên, bố của anh ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao con lại làm như vậy. Nói rằng là tại vì con không muốn bố bị gạt. Những cái chiêu của các cô trẻ thì bây giờ đầy. Nhiều chiêu lắm. Thời buổi 4.0 rồi bố ơi. Giúp được bố cái gì thì giúp. Trước khi con làm việc này, con đã xin ý kiến của vợ con. Vợ con cũng đồng tình với con là giúp cho bố. Vì nếu thật sự là cô ấy tốt á, thì chúng con đều đồng ý. Vì chúng con không lo được cho bố khi bố đau ốm bệnh hoạn. Nhưng cô ấy sẽ là người đỡ đần cho bố lúc bố đau ốm và bệnh hoạn. Cho nên là các anh chị em ở trong nhà cứ ra gặp thử cô ấy một lần, hoặc là tìm đủ mọi cách nào đó để trò chuyện hay như thế nào. Cô gái này cũng cởi mở lắm, cũng vui vẻ. Thì ông bố nghe, bố cảm thấy rất là vui. Thì bố còn chờ đợi ý kiến của cái cậu con trai cả và thêm vài con cháu ở trong nhà nữa xem như thế nào.
Thì tới bây giờ là được đúng một năm các bạn. Gọi cho mình là tại vì các con của chú xem kênh của mình và gửi cho chú nghe. Chú vào rất là nhiều kênh. Chú lớn tuổi nhưng mà giọng nói chú còn trẻ lắm các bạn. Và mình nghĩ là chú rất là vui đó, vì cái cách nói chuyện của chú á, chú cười hoài à, chú có vẻ yêu đời lắm. Thì mình mới nói ủa tại sao mà nhiều kênh như vậy chú không gọi cho kênh khác hoặc là gì đó mà chú lại gọi cho con. Thì chú mới nói rằng là tại vì chú thích, chú xem kênh con nhiều lắm, các con của chú nó đưa thì chú thích, cho nên là chú đâu có biết làm YouTube. Chú gọi con thì con thích thì con cứ đăng lên đi, còn con không thích thì thôi. Nhưng mà chú muốn cho mọi người biết là thời buổi bây giờ rồi, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Chỉ cần đến với nhau thật lòng là người ta sẽ dốc lòng. Ngoại trừ những trường hợp lợi dụng cái sự giàu có của người ta, ăn tiền người ta rồi đá đít người ta cũng nhiều lắm. Nhưng mà khi mà đã quyết định lựa chọn một người bạn đời thì hãy nhìn vào cái tâm của họ, nhìn cách cư xử của họ. Và đôi khi chúng ta cần phải giả khờ, giả ngu, giả chậm hiểu để xem coi cái sức chịu đựng của cái người đối phương của mình, của cái người bạn đời của mình, họ sẽ như thế nào. Từ cái giả khờ sẽ tìm ra được sự thật. Còn chúng ta quá thật thì sẽ bị che lấp bởi những sự giả dối. Phải sống gần nhau, phải ở gần nhau, phải thử nhau, nhưng thử trong giới hạn, thử để mang lại hạnh phúc, chứ không phải là thử để giết nhau. Thì đó là những gì chú chia sẻ với mình trong video này. Và một điều rất vui nữa là chú nói rằng tối hôm qua chú đã bắt đầu lần đầu tiên hẹn hò với người ấy. Và lần đầu tiên đã đưa cô ấy về nhà của chú. Và hai người đã hấp sách với nhau lần đầu tiên là đêm hôm qua. Thật là hạnh phúc. Chú khỏe mạnh lắm. Và chú nói khi ân ái đó, cô ấy thật sự rất tuyệt vời. Cô ấy có thể mang tới hạnh phúc cho chú. Vì cử chỉ hành động của cô ấy thật sự đúng là của một người vợ yêu chồng. Vui quá phải không các bạn? Quá hay đúng không? Phải được chia sẻ đến với quý vị và các bạn. Các bạn biết không? Chia sẻ những câu chuyện buồn nhiều quá làm cho mình á cũng đi xuống luôn đó các bạn. Cho nên là các bạn nào có những câu chuyện hay, những câu chuyện vui, những cái gì mà nó rất là nhân văn để chia sẻ, xen kẽ vào giúp mình, để cho mình cũng phấn khởi lên, để chia sẻ được nhiều video hấp dẫn một chút, hay một chút, vui một chút. Chứ đừng có buồn rồi khóc lóc, mình cảm thấy hơi bị trùng xuống nhiều lắm rồi đó các bạn. Thậm chí có nhiều video các bạn tâm sự đó, mình nghe xong rồi mình không còn power luôn á. Và mình không biết là mình chịu đựng cái sức mà cứ buồn phiền khóc lóc như vậy hoài tới bao lâu. Thôi thì mình cũng ráng làm những gì có thể. Nhưng mà ai có những câu chuyện hay hay vui vui đó, chia sẻ thêm đi các bạn. Chứ đừng có để mình buồn quá. Mình nó không có buồn, không có khóc, không có buồn bao giờ hết á. Nếu lỡ có chuyện gì thì mình tự làm cho vui, chứ mình rất là sợ những chuyện buồn phiền. Nhưng mà chỉ vài tháng nay thôi thì mình cảm thấy là có nhiều cái uẩn khúc ở trong cuộc sống của mọi người. Nhiều người muốn được chia sẻ nói ra. Mình thì là người lắng nghe rất là nhiều. Thậm chí khách hàng ngoài đời đi tới tiệm của mình, lắng nghe họ tâm sự, vui buồn. Vài tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Dùng qua YouTube để trò chuyện tâm sự với các bạn. Và sau đó nếu được sự đồng ý thì chia sẻ cho cộng đồng. Chúng ta đều biết mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng mà mình muốn san kẽ những câu chuyện nào cho nó cảm thấy vui vui và hấp dẫn một chút,
để mang lại tiếng cười cho mình nè và cho quý vị và các bạn. Cho nên là hãy giúp mình nha, chia sẻ nhiều nhiều câu chuyện hay, ok? Và mình xin được tạm dừng video ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau. Xin chân thành cảm tạ.